Hello tất cả các bạn, mình là Snoopy đây. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video reaction những cái clip độc lạ về Nhật Bản. Mình sẽ ngồi, mình cũng sẽ phân tích cho các bạn xem là liệu là những cái video này nó có đúng không. Bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng vào ngay lập tức thôi. Một, Nhật Bản trải qua khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm. Cái này thì thôi, thống kê bằng mồm hay thống kê bằng cái gì thì đúng là động đất ở Nhật Bản nhiều thật các bạn ạ. Nhiều lúc có khi đang ngủ động đất chả biết nữa cơ. Đi ngoài đường động đất cũng không biết nữa cơ, chỉ biết là cái điện thoại nó rú ầm 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 ầm. Cái đợt trước thì mình có một trải qua một cái cuộc động đất mà gọi là nó nặng dã man luôn, là đổ đi các thứ nó đổ hết. Và những chấn động nhỏ xảy ra hầu như mỗi ngày gây nên hàng loạt dư chấn kinh khủng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. 68,55% diện tích Nhật Bản được bao phủ bởi rừng xanh, mặc dù nơi đây có mật độ dân số lớn. Phủ rừng xanh ở mấy cái khu vực vùng quê thôi, chứ mà lên Tokyo thì thực sự với các bạn là nó cũng phủ thật. Ủa? Công nhận là nó cũng phủ thật. Ở ngay giữa cái trung tâm thời trang rồi thì văn hóa các thứ, nó có hẳn một cái công viên mà rộng, ôi là rộng luôn, mình không hiểu tại sao luôn đấy các bạn. Và bên trong giữa công viên có một cái ngôi đền hay là ngôi chùa gì đấy. Đại khái thì công nhận là Nhật Bản nhiều cây dã man luôn các bạn. Các bạn đi ở đường cao tốc Nhật đây toàn nhìn thấy cây, không nhìn thấy nhà đâu. Nhật Bản có một trong những tuyến đường sắt đúng giờ nhất trên thế giới với độ trễ trung bình dưới 1 phút, không ảnh hưởng nặng nề tới công việc của anh em. 4. No. Ok, cái này công nhận là Nhật Bản ấy, tàu của họ rất là đúng thời gian. Đấy, nhưng mà xin lỗi các bạn ấy, đến cả Shinkansen ấy, cái tàu nhanh vừa rồi ấy, nó vẫn cứ trễ giờ như bình thường. Ngày mình nhớ ngày đầu tiên mình lên cái tàu Shinkansen ấy để mình đi xin việc, tàu Shinkansen nó trễ và mình với thằng bạn mình lên nhầm con mẹ tàu. Mới đi Shinkansen cứ nghĩ là nó không chậm nhưng thực ra nó vẫn chậm như bình thường các bạn ạ. Ảnh hưởng việc của rất là nhiều người. Ngày nào người Nhật người ta cũng phát những cái giấy gọi là chậm tàu ấy, chien someso ấy đấy, gọi là cái giấy chậm tàu các bạn ạ. Du học sinh bên này chắc chẳng ai còn lạ gì cái giấy chậm tàu đấy rồi, bởi vì là cứ ngủ dậy muộn là xin cái giấy đấy. Có hơn 5 triệu máy bán hàng tự động ở Nhật Bản, trung bình cứ 23 người thì sẽ có một máy bán hàng tự động, đủ thấy sự tiện lợi của đất nước này. Đúng rồi, máy bán hàng tự động khắp mọi nơi luôn. Đến bây giờ mình nói thật với bạn, mình đi á, chắc 5 bước chân đầu ngõ nhà mình có luôn một máy bán hàng nước tự động, trong khi mình đang ở vùng quê nha các bạn nhé. Nhiều nơi nó còn bán cả gyoza, là cái món sủi cảo ấy các bạn, máy bán tự động gyoza luôn mà, nghe lần đầu tiên nghe luôn. Tại Nhật Bản, nhiều trường học và công ty tổ chức hội thảo về khóc để khuyến khích học sinh hoặc nhân viên của họ khóc nhằm giảm bớt căng thẳng và giúp họ cảm thấy thoải mái, giải tỏa cảm xúc của mình. Okay. 6. Thật sự với các bạn luôn, là mấy cái bài báo về tập khóc và tập cười mình bullshit đấy cái đấy luôn, dối trá. Thật với anh em, thật sự luôn đấy. Mà nó thật sự với các bạn nhé, báo này đăng thì mình mới biết chứ bình thường thực sự các bạn hỏi người Nhật có khi người ta còn không biết là có cái lớp dạy khóc hay dạy cười đâu. Thật sự. Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới bởi họ rất biết bảo vệ sức khỏe. Người Nhật người ta sống lâu ấy là do môi trường sạch, do ăn uống sạch và người ta chăm thật thể dục. Và người ta ăn mấy cái đậu thối ấy, đậu lên men này, nước miso cũng là nước tương lên men này, nói chung là người ta ăn rất là nhiều những cái đồ lên men chứ còn bảo gì. Bởi họ rất biết bảo vệ sức khỏe. Rất biết bảo vệ sức khỏe. Tôi nói thật với các bạn luôn nha. Nhật Bản mà hút thuốc không đứng nhất, chắc cũng đứng thứ nhì. Nhậu nhẹt các thứ không đứng nhất cũng đứng thứ nhì. Tôi nói thật với mọi người luôn. Trời ơi. Tới Nhật Bản đi ngoài đường toàn thấy quán nhậu không à, nhất là khu vực trên Tokyo, nhậu bét tè le nhè, ngủ đầy ở ga, ở đấy mà bảo vệ sức khỏe. Tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản đã giảm trong gần 20 năm qua. Con lại bố, tỷ lệ tội phạm người trẻ giảm thì ok, chứ còn tỷ lệ tội phạm người già tăng đâu có thống kê vào đâu. Nói thật với mọi người luôn là người Nhật người ta vẫn phạm tội như bình thường, thậm chí đang có chiều hướng gia tăng cơ. Chẳng qua là mấy ông ẻm bớt đi rồi chứ. Chỉ khoảng 600.000 người, thấp nhất nhưng lại nguy hiểm nhất thế giới, thậm chí nguy hiểm là đúng rồi. Bởi vì đùng một cái tự nhiên vào một ngày đang đi ở trên tàu tự nhiên bị thằng nào bắt. Có vụ một bà đấy đang cười hạnh phúc tự nhiên bị một ông kiểu what the hell. Hung thủ kể lại rằng bởi vì tôi thấy bà ta cười hạnh phúc nên tôi ghen tị nên là tôi chiên. Tuổi thọ trung bình của tội phạm tại xứ sở phù tang cực kỳ cao, càng thông minh thì càng gây ra những vụ án nghiêm trọng. Đúng rồi. Mấy cái ông biến thái ở Nhật toàn mấy ông đầu nhiều sỏi vãi cả luôn, thề lại còn nhiều tiền nữa chứ. Tường tiếc có thứ đục rỗng hết, bơi sang nhà người ta, mò sang nhà người ta vào chờ lúc người ta đang ngủ bắt đầu sờ các thứ. Mẹ biết rồi. Mình thấy ông này mập vãi nhưng mà kiểu khỏe ấy mọi người. Đấy. Cái này mình chưa được trải nghiệm nhưng mà có thật, cái này có thật. Nhảy cái hùm nữa này. Nó lên đây kiểu hồi mà. Cái này có thật. Quan niệm của người Nhật, đặt chai nước trước cửa nhà thì sẽ xua đuổi tà ma. Cùng khi con lấy
và là chủ đề gây tranh cãi. Mình các bạn ạ, ở trên cái quan điểm của mình ấy thì mình chả biết là nước có đuổi được mèo không, bởi vì nếu mà đuổi mèo ấy người ta sẽ đập những cái bẫy gai ấy mọi người. Những cái bẫy gai đấy nó là bằng cao su, nhưng mà mèo thì nó rất là sợ với cái bẫy gai đấy, nó không tới nhà đấy được. Đấy thì mới là cái chống mèo. Ở Nhật ấy, mọi người đi quanh các cái khu vực chung cư ấy thì mọi người thấy đó là người ta xả những cái bẫy gai ấy, xong người ta còn đặt cả những cái bẫy gai đấy ở trên những cái thùng nóng của điều hòa ấy, để cho mèo người ta không, mèo nó không nằm ở trên đấy. Chứ còn ở cái câu chuyện của mình ở cái hướng của mình được nghe này, những cái chai nước này ấy, người ta để rất nhiều ở ngoài đường, thậm chí ở nhiều những cây cột điện để phòng trường hợp khi mà thiên tai xảy ra bị cắt nước cắt điện, thì nước này nó sẽ là một cái nguồn dự trữ cho mọi người có thể sử dụng được. Không những là những cái chai to như vậy mà ở trong nhà ấy, nhiều người ta còn đặt rất là nhiều ở vườn nhà người ta nữa cơ. Vì các bạn biết thói quen của người Nhật đâu, khi mà trước khi bão ấy là người ta tích đồ rất là nhiều. Trước Covid ấy các bạn không có cả giấy vệ sinh, không có cả đồ ăn cơ mà. Còn hôm nọ là ở tỉnh Fukuoka thì có bão ấy, là siêu thị sạch bong không còn có gì hết. Với cái cẩn trọng của người Nhật ấy thì cái này ấy, mình được nghe chai này để phòng những cái trường hợp mà bị cắt nước cắt điện các thứ là sẽ dùng cái này nha. Đừng có tránh tà ma gì đâu, nghe. Điều kỳ lạ ở Nhật có lẽ bạn chưa biết, xin gì cũng cho nhưng vừa đi là phá bỏ. Tự nhiên đi tập hành khác hình ta chặt bóng cây nào sao? Hú là sao? Yêu. Nếu như chủ nhà mà thấy người ngoại quốc người ta chụp ảnh hoặc là ăn quả từ cái cây ấy, thì người ta cũng sẽ chặt cái cây đi. Vì người ta sợ trách nhiệm, vì người ta sợ rất là nhiều thứ và người ta sợ phiền. Cái video nó có mặt mình mà các bạn. Alo. Thực ra cái này mình nói rất là nhiều ở trên các trang mạng xã hội khác của mình rồi. Đó là đúng, ở Nhật người ta rất là không thích người khác chụp ảnh nhà của người ta, bởi vì lỡ đâu lộ địa chỉ nhà người ta hay sao. Mình đã nói ở cái video trước ở Q&A rồi đấy. Bây giờ vẫn còn có một số người Nhật giữ thói quen ăn theo thứ tự màu sắc, ăn đồ Nhật trước rồi đến đồ đậm màu sau. Không phải là thói quen mà đấy là cách ăn sushi chuẩn nhá mọi người nhá, được truyền từ đời xưa rồi. Đấy, ăn từ những cái con vật mà nó có vỏ trước rồi mới là ăn đến cá đấy mọi người. Cái đấy ấy là để cho ăn những cái vị nhạt trước rồi ăn đến những cái vị nặng thì để nó không bị át mùi. Nếu như mà các bạn ăn ngược lại, ăn những cái vị nặng trước thì khi mà các bạn ăn sang những cái vị nhạt ấy thì nó sẽ không cảm nhận gì được những cái vị nhạt đấy. Đấy là cách ăn sushi. Đây này, ăn theo màu sắc là nhầm nhá. Sở thích sưu tập ảnh của người lạ. No, không. Không nhá các bạn ơi, không là không nhá. Cái này không nhá. Cái này nó là gacha, sở thích của người Nhật người ta gacha thôi. Còn cái này, cái gacha này là nó lạ, nó kỳ lạ nhá mọi người nhá. Như mình đã nói rồi, Nhật Bản người ta gacha cả thịt, người ta gacha cả đồ gia dụng, người ta gacha rất là nhiều thứ. Và đây nó cũng chỉ là một cái sản phẩm gacha thôi, chứ không phải là người ta thích gacha ảnh nhá bạn nhá. Mình cái này mình phải nói rõ, không như này là chết này, chết dở này. Ai tắt video nhanh nhá. Nhớ subscribe kênh Snoopy để xem thật nhiều video về Nhật Bản cũng như là cuộc sống của mình. Một thằng nghiện giày, nghiện game, nghiện cả đám. Ok ha.